nhạc xa chế bài về quân vương đó vang vang phá năm đại từ bi đổi vai kẻ rất mực nghèo cùng vật quay nhân. Mà Lâm Ết xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà Lâm Ết Bình Dương nha. Thì bây giờ là 8:27 ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thì Mà Lâm Ết đang có mặt tại mộ của cầu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Wow, có một cái chú ốm đen. Hả? Trời ơi. Nghe nè nè chứ. Còn anh nghe cái nó coi mà. Dạ, em chào chị nha. Có khi nào xúc ra luôn không? Tiễn vòng ra chứ chỗ nào mấy anh em mình tiễn ổng đi quá. Đúng rồi. Ổng làm mình hết hồn mình tiễn ổng luôn. Trước khi làm mới nói. Ồ, ngoài kia chở nguyên bụi trẻ luôn anh. Cái này không biết cộng đâu hả anh? Em chào chị. Chị từ đâu đến chị? Bình Dương. Trời ơi, giờ chụp là hình làm kỷ niệm ha. Hai người bên đây, hai người bên kia. Đó, đẹp hơn đó chị. Ủa, bé kia đâu rồi? Trời. Dạ, cho tụi em chụp ké với nha. 1, 2, 3, chị cười lên chị. 1, 2, 3. Chị ơi, chị cho em mổ thăm tí xíu được không chị? Chị là chị là lớn nhất trong dạ. Mà mình có gặp lần nào chưa hả chị? Chưa gặp lần nào á. Dạ. Chưa gặp chú ngoài đời luôn hả? Hình như dân Bình Dương mình ít gặp chú lắm nha. Chú là chỉ như thích hát miền Tây nhiều ha. Nhưng mà chú đi nhất chị tỉnh nhiều. Dạ. Bởi vậy chú thấy dân Bình Dương mình ít được bà con xem chú á, cho nên chú mới ưu ái là chú nằm ở đây nè. Chú nằm ở Bình Dương. Chắc vậy quá hả chị? Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chị hôm nay chị đến đây là mục đích là đến mộ chú viếng hay là mình đi công chuyện mình ghé đây chị? Dạ. À, nhất là chị đã đi chùa rồi hả? Ồ, rất là quý luôn ha. Chúc chị ngày mới được nhiều niềm vui trong cuộc sống của chị. Anh nói về anh chăm lo kỹ cái ba cây quạt của cậu Năm. Có keo sát không? Không có keo sát. Cái này keo sát dán được đâu? Đó, xin keo sát dán gì? Ừ rồi. Đứt gai bỏ vô đốt. Kèo có keo dán với cậu. Ừ, chỗ nào? Anh Minh có. Đó là kẹo dán đá không ơi, kẹo dán đá là dán thép. Không được, không được, không được. Cắm đi nè anh, cắm đi nè. Dạ, dạ. Hôm nay thấy lạ không? Chuyện gì anh? Cảnh bầu trời sáng thì đúng rồi, giờ này nắng gắt đúng không? Đúng rồi. À, cứ là mát mẻ ha. Không biết trời bão hay là áp thấp nhiệt đới anh? Chắc là anh nghĩ là chắc thấp nhiệt đới á. Dần dần á. Còn nghe trên báo là để bão ta liên gì đó. Bão ta liên hả? Đang tràn về Trung Quốc á. Đặc biệt có một điều chút xíu nữa là anh sẽ thố lộ về một cái tin. Tin gì anh? Động trời. Ủa? Tin động trời luôn đó. Thật luôn. Quý chú chị, cái tin này mà nghe bà con mà nghe tới một cái ha, là bảo lắm là ai cũng. Ủa xanh đây khẩu trang. Tình liên quan đến chị Hồng Loan, gia đình và chị Hồng Loan là chính.
mà để tạm gác cái đó tí xíu, tại vì mình đang chia sẻ về cái vấn đề này là anh muốn kêu em lại là có cái này nha. Em thấy gì lạ không? Cái gì anh? Quay vô đây đừng quay anh. À, anh nói làm động cần làm em quay anh không? Động trời chút xíu đi mình dạ. Nói sao? Để bây giờ mình nói cái này trước đi. Rồi. Nè, quý vị có thể thấy không? Cái bình hoa lục bình này nó ra hoa rất là nhiều và rất là đẹp luôn. Anh nhìn nó coi. Quay qua bên đây nè. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn ha quý vị. Mà em đang suy nghĩ nè. Nè. Tại sao cái lục bình này nó ra cái bông đỏ mà nó không ra bông vàng nè? Tại vì nó là thuộc dạng màu đỏ mà. Sao ra bông vàng được? Cái ren đỏ đúng không? Chừng nào mà em ghép vô cái màu vàng nó mới ra màu vàng được chứ. Mà anh thấy màu đỏ đẹp không? Màu vàng đẹp. Mà hôm qua là mình thấy nó đâu có nở đâu phải không? Mà hôm nay là nở rất là nhiều ha. Mà không biết có mùi không ta? À, có thể là hôm nay là chủ nhân của cái hoa này đến hay sao á. Đúng không? Có thể nghe. Anh nói làm em rung anh. Có khi nào mà chủ nhân mà đi cũng lòng, có lòng buổi sáng. Lòng ha, lòng buổi sáng ha. Anh nói làm em rung nè. Có khi á, đây là chị Hồng Ngọc. Hôm nay là mình nói với chị Hồng Ngọc với chị Hồng Loan đi. Tại vì cái vụ việc này nó rất là quan trọng luôn. Nhưng mà những cái quan trọng thường thường mình rồi. Từ từ nói. Ủa sao chị cái nào cũng hồng hết vậy? Ừ à, hồng. Nhưng mà hôm nay cũng rất quan trọng. Nhiều khi chị Hồng Ngọc đến đây ha. Có nào bà vô mà bà bịt mặt ha. Bà dạ dạng đeo kiến và đi bang 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 đây mà bà vậy không nói lời nào hết. Vậy thì mình cần bà phải mấy cái này bây giờ vậy, bây giờ vậy. Bây giờ mình sẽ để ý hôm nay coi có ai mà người lạ mặt nào lạ mặt, mà đến đây bịt khẩu trang, bịt kính hết mà đi xung quanh đây chụp hình ha, à, nghiên cứu ha, nhìn tới nhìn lui. Nhìn xuôi nhìn ngược. Dám lắm à. Hay quá, đề phòng nha. Đề phòng. Đề phòng nè. Mà đặc biệt hôm nay em thấy không? Hoa rất là đẹp luôn nè quý cô chú chị giùm nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Chỗ như là chỗ gỗ luôn nha. Cái chỗ gỗ luôn á nhìn nè. Trời ơi. Trên dưới luôn quý cô chú chị. Nở đỏ hết luôn. Ôi, anh. Mặt, nè nè em, giùm nè. Thấy nè, giùm nè. Nó liền nhau luôn, bông liền nhau luôn nè, cái này mà khoảng một tuần lễ nữa. Là những cái bông này ha nó tủa ra một cái là nhìn đẹp tuyệt. Mà anh biết cái hoa này người bác ơi gọi là hoa gì không anh? Hoa gì? Anh đài hay trang đài gì đó? Trang đài, trang đài. Hoa trang đài đúng không? Bay lại cam lên đây cho bà con bác ha. Bác ha. Lại cam anh bay cao quá vậy. Trời ơi. Ê anh anh. Cái nụ hoa trang nè. Đúng rồi, nụ hoa trang. Ôi, em có thấy không? Hình như là hoa trang của chú hiện tại giờ mà ra rất là nhiều nụ luôn nè. Thì đó, quá trời nụ nè. Quá nụ luôn quý cô chú chị ơi. Bữa nay mới thấy nha, hôm qua không có để ý. Ồ, hôm qua không thấy. Tốt tươi nữa sao? Đấy là đêm lần tới, đêm lần tới. Nè. Hôm qua rõ ràng là mình không có thấy nhiều. Nè. Mà sao trong một ngày lại ra nhiều ha? Ra nhiều hoa đây nè, còn những cái mà hoa li ti nè, thấy không? Cái này mình nó ra đều hết là anh nghĩ là thành nguyên con rồng đỏ luôn á. Đúng không? Vậy nè, cứ hoa cứ nó liền nhau li ti. Nhưng mà muốn được mà nguyên con rồng đỏ mà đẹp là biết sao không? Sao? Tối nay anh em mình phải ở lại giữ. Ở giữ không? Giữ mấy ngày nè. Anh nghĩ là mấy cái hoa này là nên đừng có ấy tới nữa nè. Tại vì con này á nó rất thích. Nó rất thích cái này nè, thấy không? Cái này là cái mồi nhữ đó. Sáng em ăn rồi. Cái mồi nhữ nè. Sáng em ăn rồi đâu có đắng đâu. Cái hoa nào á. Tại chị bởi chị Nhi á. Chị nói cái hoa này đắng nhưng mà thật sự em ăn á nó nhức nhớt, nó hơi mát mát. Mát ha. Đúng rồi, ngon. Ngon hả? Em ăn mà còn ngon mà em túi ngựa mà em ăn được mà. Vậy em ăn nữa đi. Được rồi, biểu diễn cho anh ăn cái. Hoa mà giờ nó ăn. Giờ. Như vậy. Ai đang ngon vậy? Anh. Chú ơn. Chú ơn 15 mét đang ngon bây giờ. Ngon bây giờ. Chua chua nha. Chua chua không? Cái vị chua. Nhớt nhớt đúng không? Cái vị thơm thơm. Có nhớt không? Nhớt nhớt chút thiếu. Nhớt nhớt. Giống là rau xam á. À, giống rau xam. Ngon mẹ, nó đâu có đắng đâu. Ai nói đắng, ai nói đắng là bác bỏ hoàn toàn nha. Không có đắng. Rau này bởi vì nó thích ăn đúng rồi. Em ăn mà em cũng muốn thích. Không mình ăn thì mình mới biết được.
Ồ, bữa nay ra hoa rất là nhiều luôn quý chú chị ơi. Đó. Ăn xong lát ơi, có khi nào lát phun ra lửa không không? Nè. Ê. Tiết lộ cho anh cái bí mật. Sao? Con ong mà nó đóng đất á. Này cái tổ nó bự lắm. Bự lắm hả? Bự lắm. Rồi để gì nào nó bự cái đã. Có khi nào đó đầy luôn cái bình đó. Có đầy càng tốt. Khán giả nói là ong mà đóng trong đó đem đất về đó là tốt lắm á. Hai giờ mình đốt hương trầm đi. Cho nó thơm ổn đó. Mà đóng luôn hương mới tốt mà. Đúng hả? Rồi, đi hương tốt. Đúng rồi. Sáng thì có nó chui vô đó thấy cô Hoài đúng không? Đúng rồi. Cô Hoài bán số đó. Một bánh cúng. Cúng lên công sáng chợ bánh. Rồi thôi em xin phép à. Em hết giờ rồi. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là. Ồ, vậy quan trọng gì nữa? Vậy thôi đem làm cái video khác. Vậy là được. Nè anh nhìn kỹ nè. Cái này nó cũng có nụ nè thấy chưa? Đúng rồi. Có nụ nha. Đang ra nụ ha quý chú chị. Nè. Qua kết trái. Cái nụ mini nè. Đó. Rõ ràng là có nụ nhiều lắm nha. Đúng không? Dạ, nãy giờ em nghe quá quan trọng là chưa có kết thúc được. Vậy hả? Thôi vậy 15 hết xin phép là kết thúc sớm nha, để làm cái video khác cho tất cả quý cô chú nha. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.